hãy đọc những câu nói hay này, nó sẽ giúp bạn tạo động lực và lấy lại niềm tin trong cuộc sống đấy. Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người, và hãy nhìn lên để thấy rằng cuộc đời này ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không cần biết mọi thứ khó khăn đến đâu, hãy luôn vững bước mà tiến lên. Bạn chỉ thật sự thất bại một khi bạn từ bỏ mọi cố gắng. Đối lập với chiến thắng không phải là thất bại mà chính là từ bỏ. Tại sao không khiến mình trở nên ưu tú hơn để thu hút người khác mà lại phải chạy theo đuôi người ta? Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới, mà để thế giới không thay đổi được chúng ta. Trong thời khắc đẹp nhất đời người, đừng chỉ biết cắm mặt vào di động ấn like cho kẻ khác. Điều đau đớn nhất không phải là bạn đã thất bại, mà là vốn dĩ bạn có thể thành công. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Đừng nghĩ quá nhiều. Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp mất bạn. Hãy là chính mình. Hạnh phúc không tùy thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì, mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Nếu bạn cứ tiếp tục ca thán về cùng một nỗi buồn, cùng một việc nhỏ nhặt, bạn sẽ mãi mãi chìm đắm trong thất bại và sống một cuộc đời nhỏ bé. Hãy luôn nhớ rằng, ngay cả một ngày tồi tệ nhất cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Hãy luôn nói với chính mình những điều này để có động lực cho một cuộc sống tốt hơn các bạn nhé. Bạn không thể nào kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy đến với mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cách phản ứng. Cách phản ứng sẽ nói lên bạn là ai. Mắc sai lầm còn hơn là một sự hoàn hảo giả tạo. Thắng không có nghĩa là bạn giỏi, thua cũng không có nghĩa là bạn tệ hại. Lúc nào cũng cần lạc quan và tích cực. Thử thách sẽ trở thành chướng ngại vật nếu bạn đồng ý khuất phục nó. Làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự mệt nhọc đơn thuần và mệt nhọc vì theo đuổi cái mà ta đam mê. Hãy luôn là vế sau. Đừng tốn thời gian vào những thứ không quan trọng, bởi thời gian vốn dĩ tự thân nó đã rất quan trọng. Tương lai luôn khác xa với hiện tại, còn khác như thế nào, tất cả là do bạn. Hạnh phúc sẽ luôn tới vào lúc bạn không ngờ. Hãy tập trung vào những thứ sẽ khiến bạn tốt hơn, chứ không phải là luôn nghĩ làm thế nào để tốt hơn. Tình yêu có thể không có, nhưng những người bạn sẽ khiến bạn giàu hơn. Biết nhiều thứ, mỗi thứ một chút sẽ dễ khiến bạn trở nên vô dụng. Hãy am hiểu sâu sắc một thứ nào đó mà thôi. Không có đam mê cũng chẳng sao, nó là thứ cần cả một hành trình để tìm thấy. Những câu nói hay, tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng,
hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn có niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh. Điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc, hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Bạn hãy ghi nhớ những câu nói hay này, nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn đấy. Đừng lập gia đình quá sớm, đừng ổn định quá sớm. Hãy độc thân tới khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm. Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành. Đi đúng nghĩa của đi, đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào, đi ào ào và chỉ để đăng hình thì cũng không khác gì không đi làm mấy. Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe bình thường cũng được, không cần đi SH hay Vespa làm gì, đồng tiền kiếm thực sự không dễ. Cái gì cần dùng và có ích thì hãng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại như iPhone mới nhất chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút, thì dùng điện thoại bình thường cũng được. Một sự bền bỉ, người thất bại sẽ từ bỏ khi không thấy hứng thú để tiếp tục. Kẻ thành công sẽ giả vờ như hứng thú và làm tiếp. Đi một mình thì dễ đi nhanh và cũng dễ dừng lại. Trên chặng đường gian nan phía trước, hãy luôn tìm cho mình những người đồng hành. Sẽ luôn có những người cùng lý tưởng với bạn ở một nơi nào đó, nếu bạn chịu chia sẻ. Thật nực cười khi mọi người mặc định một điều là đúng khi đa số người ta nói như thế. Những gì bạn làm, cứ làm. Những gì đám đông làm, nếu không liên quan thì đừng bận tâm. Cuộc sống thực sự khó khăn, nhưng đừng vì thế mà chọn những con đường đi quá dễ dàng. Đừng bao giờ từ bỏ nếu trong trái tim bạn còn thôi thúc đi tiếp. Quản lý thời gian, một ngày có 24 giờ và ai cũng cần ngủ đủ, còn lại trung bình 16 tiếng. Người thành công sẽ tự biết những gì là quan trọng cần làm và những gì là không quan trọng. Nếu bạn đang chần chừ trước khó khăn, chắc hẳn bạn chưa đọc hết những câu nói nổi tiếng này. Hãy cùng mình xem nhé! Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn? Và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. Đam mê chính là linh hồn của tuổi trẻ.
Tôi tin chắc rằng tuổi trẻ được dành để theo đuổi đam mê, không phải một chút nhỏ nhoi, run rẩy, ngập ngừng mà phải mạnh mẽ, quả quyết tới cùng cực, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế, nên hãy cứ mơ ước một ước mơ lớn lao đến nực cười và thử một hoặc hai lần liều lĩnh đến ngớ ngẩn vì nó. Đam mê có khả năng tái tạo lại thế giới cho những người trẻ tuổi. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và có ý nghĩa. Cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi vào ngày mà tôi nhận ra có một ước mơ và theo đuổi nó đến cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự kiên trì có thể biến thất bại thành một thành tựu phi thường. Kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Thất bại khi còn trẻ là một chuyện tốt mà, bởi bạn sẽ học được rất nhiều từ nó. Và một khi bạn đã trải qua những gì tồi tệ nhất, bạn sẽ không bao giờ yếu đuối hay dễ gục ngã như ngày trước nữa. Những ước mơ không chết, chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê. Hãy cứ tiến về phía trước, không gì có thể thay thế được sự kiên trì đâu. Tài năng ư, có vô số kẻ tài năng và thất bại. Thiên tài ư, thế giới đầy những đứa con hoang được giáo dục, kiên trì và quyết đoán là đủ. Một giấc mơ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nếu chỉ trông chờ vào phép màu. Bạn cần đánh đổi bằng mồ hôi, quyết tâm và sự cố gắng. Ít nhất một lần trong đời, hãy thử làm một việc gì đó, thử cố gắng hết vì một thứ gì đó, thử thay đổi, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn làm. Một người bình thường với những giấc mơ vĩ đại luôn mạnh mẽ hơn một người chỉ biết đến thực tế. Rất nhiều người trong số chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê, sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất, vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro, thậm chí là đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi. Và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng. Có 20 điều mà bạn phải nhớ. Hãy cùng mình xem nhé. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền. Dù bạn có tức giận thế nào, thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm, mà hãy giữ bình tĩnh, đừng bao giờ để nóng giận điều khiển con người bạn. Thích thứ gì, hãy tự kiếm tiền, mua bằng được. Nói ít, làm nhiều, có thể đứng thì không ngồi, có thể đi thì đừng bao giờ, đứng yên một chỗ. Đừng bao giờ cho rằng, kiếm được một người đàn ông giàu có là có tất cả. Thế giới này không thiếu những cô gái trẻ đẹp, nhiều như coca trên kệ hàng uống hay không, đều chẳng hề gì. Nếu bạn không thích công việc hiện tại, hoặc là từ bỏ không làm nữa, hoặc là hãy giữ yên lặng. Khi nhìn rõ dối trá, hãy dũng cảm từ bỏ. Có thể không tán đồng, nhưng đừng thiếu tôn trọng. Nhất định phải là một người con cái, có giáo dục. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì cứ làm đã rồi tính sau. Thà phạm sai lầm, chứ đừng để lại nuối tiếc. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều. Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn trở lại một đường lui, học cách tán thưởng người khác thật lòng, tuy rằng điều này có đôi khi chẳng dễ dàng. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ kết thù với ai cả, chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời được, có những chuyện không nên giữ trong lòng. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào đàn ông hay cha mẹ, bản thân phải đảm bảo khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một người phụ nữ tuyệt vời. Đừng đánh giá quá cao sức mạnh của mình trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi, bạn sẽ nhận ra rằng cho dù không còn bạn nữa, mặt trời vẫn cứ mọc như thường. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, nhất định phải buông bỏ. Ngay cả khi đã mất đi tất cả, bạn cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào. Tốt bụng và ngu ngốc là hai từ khác nhau. Cho dù không ai thương bạn, bạn cũng phải yêu thương chính mình. Có 13 thứ mà bạn không nợ ai cả, nên đừng áy náy nếu chưa làm được. Bạn không nợ ai một lời giải thích cho tình hình cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhận thức rõ tình trạng cuộc sống của mình,
tức là khi đó bạn có nguyên nhân của riêng bạn và đó chẳng phải là việc của bất kỳ ai khác. Bạn không nợ ai một lời giải thích về điều bạn ưu tiên trong cuộc sống của bản thân. Bởi lẽ bạn có chủ kiến của riêng bạn và bạn biết điều gì sẽ khiến cho những người thân yêu của bạn hạnh phúc. Bạn không nợ ai một lời xin lỗi nếu như người mắc lỗi không phải bạn. Nếu như bạn không thấy hối tiếc về những việc mà mình đã làm, vẫn nghĩ lỗi sai chẳng phải ở bạn và không muốn quan tâm đến sự tha thứ của người khác thì bạn không việc gì phải xin lỗi cả. Bạn không nợ ai một lời giải thích khi bạn muốn được ở một mình. Hãy tự tin dành thời gian cho riêng mình bởi vì bạn không nợ ai lời giải thích nào về hành động đó. Bạn không nợ ai một sự chấp nhận về những niềm tin cá nhân của họ. Không phải chỉ vì ai đó chia sẻ quan điểm cá nhân một cách say mê mà bạn phải ngồi đó và gật đầu chấp nhận tất cả những điều họ nói đâu, thật đấy. Bạn không nợ ai một chữ, có, với những điều họ nói. Bạn có quyền nói không khi bạn không có lý do để đồng ý. Bạn không nợ ai một lời giải thích về ngoại hình của bạn. Dù bạn mảnh mai, đầy đặn, cao, thấp, xinh đẹp hay không ưa nhìn thì bạn cũng không có trách nhiệm phải giải thích với người khác lý do tại sao bạn lại trông như vậy. Bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn ăn gì uống gì. Nếu có ai làm phiền bạn bằng những câu hỏi tại sao bạn lại ăn thứ này, vì sao bạn không ăn thứ kia, thì bạn chỉ cần nhún vai và nói rằng bởi vì bạn cảm thấy tốt hơn khi được ăn món bạn thích thôi. Bạn không nợ ai một lời giải thích về sự nghiệp lẫn những lựa chọn mang tính cá nhân của bạn. Không ai có thể sống thay hay làm việc thay bạn hết, vậy nên họ cũng không có quyền can thiệp vào những lựa chọn của bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn độc thân, không kiếm người yêu. Rõ ràng rằng bất kể bạn đang độc thân bởi vì lý do khách quan hay chủ quan thì đó cũng không phải là việc của người khác mà. Bạn không nợ ai bất kỳ cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Có thể bạn gặp được ai đó tốt bụng, ưa nhìn và bạn có đôi chút hứng thú, nhưng bạn không nợ ai một cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Bạn không nợ ai một lời giải thích về quyết định nên lập gia đình hay không của mình. Dù bạn lựa chọn kết hôn, rồi sinh con hay sống độc thân và tự do thì đó vẫn luôn là sự lựa chọn của riêng bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về mối quan hệ mà bạn đã lựa chọn. Sống cuộc sống của riêng bạn và đừng bao giờ từ bỏ hay chọn lựa chỉ vì người khác bảo bạn phải làm như thế. Bạn có thể sẽ phạm lỗi, nhưng rồi bạn sẽ luôn học hỏi được từ những lỗi sai của mình. Nhớ nhé! Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé! Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn. Bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào. Một là mặt trời, hai là lòng người. Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo, để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong, vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một cái, 9.000 anh em. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công,
nhưng bỏ cuộc, chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Hợp những điều khắc cốt ghi tâm mà bạn nên ghi nhớ, hãy cùng mình xem nhé. Khi buồn chán, hãy im lặng, kêu than chẳng giải quyết được gì. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. Tự kiếm tiền mua món đồ mình thích sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với việc cầm tiền của người khác đi mua. Nếu không thích sự quan tâm từ người khác, hãy dứt khoát một cách lịch sự. Tình yêu mà không có bao dung và tha thứ thì sớm muộn cũng phải chia ly. Nếu chán công việc hiện tại, hãy thay đổi nó, còn không, đừng kêu ca. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tiền bạc do bản thân tự kiếm ra còn quan trọng hơn. Tiết kiệm là tốt, nhưng nên học cách tự thưởng cho bản thân sau những vất vả bon chen. Cho dù mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Trong chuyện tình cảm, nếu không có người thứ ba xen vào, vậy thì hãy xem lại chính mình. Hãy dành thời gian ở bên những người yêu thương bạn thực sự. Chẳng có ai là bận tới mức không có thời gian dành cho người mình yêu. Nếu muốn, sẽ luôn có cách. Nếu không muốn, sẽ luôn có lý do. Nếu người đó không còn tình cảm với bạn nữa, đừng quỵ lụy. Nếu không thể giữ được tình yêu, thì hãy giữ tự trọng cho mình. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé. Những câu nói hay tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé. Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc, hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Đôi khi, phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có đôi dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.
Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó. Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi. Đừng buồn vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn. Hãy tự hào vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối, thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn. Cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. Tổng hợp những lời hay, ý đẹp về cuộc sống, các bạn hãy nghe và cảm nhận nhé. Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất. Nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau, nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước, hãy khiêm tốn. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Nếu có người lăng mạ, nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Những điều mà trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. Đi làm giỏi chuyên môn không phải là tất cả. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu. Khổ trước sướng sau, ông trời không phụ người có ý chí. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng là tốt, đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp. Ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối, sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đều giả với họ. Nếu mình đang không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó đang thay mình làm việc đó. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sao cũng được. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, hóa ra chỉ thế mà thôi. Không phải ai bỏ học cũng thành công, đừng bám vào suy nghĩ, học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn. Sau này, thiệt hơn khác rõ.
chết đi sống lại, vẫn phải đi làm. Ai còn đi học thì trân trọng thời gian đó đi, sau này có hối hận thì cũng không quay lại được nữa đâu. Những thông điệp hay, ý nghĩa về cuộc sống, các bạn nên xem nhé. Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Chiều chuộng bản thân một chút chẳng có gì là sai cả. Hãy dành tâm lực để đầu tư cho những cái tiền không thể mua được. Đừng kêu than với đám đông làm gì, một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo. Khi gặp khó khăn, bạn hãy coi đó là một thử thách để khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy lạc quan khi tiếp nhận mọi chuyện bạn nhé. Dù bạn có làm bất kể thứ gì thì cũng nên dành tình yêu, niềm đam mê và sự khát khao vào nó. Hãy sống hết mình khi còn có thể, đừng để sự nuối tiếc đeo bám bạn đến cuối cuộc đời. Con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình. Dù bạn sinh ra không phải ở vạch đích, nhưng bạn luôn cố gắng để đến vạch đích mới là điều đáng trân trọng. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Bạn hãy cứ cố gắng, quan trọng là bạn phải vượt qua được giới hạn của chính mình. Dù kết quả có ra sao cũng đều tốt cả, thua keo này ta bày keo khác, không thành công thì cũng thành nhân. Sự may mắn và thành quả đạt được có liên quan đến nhau, nhưng không được gộp chung chúng lại. Ý nghĩ tiêu cực và sự lưỡng lự của bạn sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua. Con đường đi đến thành công của bạn sẽ ngày càng trắc trở nếu bạn vẫn giữ những suy nghĩ như vậy. Lời lẽ tiêu cực cũng chỉ là tiếng ồn, bịt tai lại là đỡ ô nhiễm ngay. Một cái headphone là quá đủ cho một ngày tươi đẹp. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy những gì mình làm là lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Sau cơn mưa chưa chắc trời sẽ sáng, mà rất có thể sẽ lại mưa tiếp. Điều bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc ô để đối phó với cơn mưa sắp tới. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết, nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Than vãn chẳng có tác dụng gì, cứ ngồi đó mà than vãn chỉ tốn thời gian, mà kết quả thì vẫn thế. Khó khăn đã mặc định là tất yếu của cuộc sống, vì thế thay vì than vãn thì hãy dùng thời gian đó mà tiếp tục hành động, tiến lên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng một khi ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo, hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu. Hãy đọc những câu nói hay này, nó sẽ giúp bạn tạo động lực và lấy lại niềm tin trong cuộc sống đấy. Hãy nhìn xuống để thấy rằng cuộc đời này ta còn may mắn hơn biết bao nhiêu người. Và hãy nhìn lên để thấy rằng cuộc đời này ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Không cần biết mọi thứ khó khăn đến đâu, hãy luôn vững bước mà tiến lên. Bạn chỉ thật sự thất bại một khi bạn từ bỏ mọi cố gắng. Đối lập với chiến thắng không phải là thất bại mà chính là từ bỏ. Tại sao không khiến mình trở nên ưu tú hơn để thu hút người khác mà lại phải chạy theo đuôi người ta? Đằng sau không ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được. Chúng ta không ngừng phấn đấu, không phải để thay đổi thế giới,
mà để thế giới không thay đổi được chúng ta. Trong thời khắc đẹp nhất đời người, đừng chỉ biết cắm mặt vào di động ấn like cho kẻ khác. Điều đau đớn nhất không phải là bạn đã thất bại, mà là vốn dĩ bạn có thể thành công. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió trong chóng sẽ quay, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, hủy hoại thực tại, thay đổi mọi thứ xung quanh, khiến bạn lo lắng và làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn bạn nghĩ. Đừng nghĩ quá nhiều. Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp mất bạn. Hãy là chính mình. Hạnh phúc không tùy thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì, mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Nếu bạn cứ tiếp tục ca thán về cùng một nỗi buồn, cùng một việc nhỏ nhặt, bạn sẽ mãi mãi chìm đắm trong thất bại và sống một cuộc đời nhỏ bé. Hãy luôn nhớ rằng, ngay cả một ngày tồi tệ nhất cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Hãy luôn nói với chính mình những điều này để có động lực cho một cuộc sống tốt hơn các bạn nhé. Bạn không thể nào kiểm soát được tất cả mọi thứ xảy đến với mình, nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cách phản ứng. Cách phản ứng sẽ nói lên bạn là ai. Mắc sai lầm còn hơn là một sự hoàn hảo giả tạo. Thắng không có nghĩa là bạn giỏi, thua cũng không có nghĩa là bạn tệ hại. Lúc nào cũng cần lạc quan và tích cực. Thử thách sẽ trở thành chướng ngại vật nếu bạn đồng ý khuất phục nó. Làm hài lòng người khác là cách nhanh nhất để đánh mất bản thân mình. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa sự mệt nhọc đơn thuần và mệt nhọc vì theo đuổi cái mà ta đam mê. Hãy luôn là vế sau. Đừng tốn thời gian vào những thứ không quan trọng, bởi thời gian vốn dĩ tự thân nó đã rất quan trọng. Tương lai luôn khác xa với hiện tại, còn khác như thế nào, tất cả là do bạn. Hạnh phúc sẽ luôn tới vào lúc bạn không ngờ. Hãy tập trung vào những thứ sẽ khiến bạn tốt hơn, chứ không phải là luôn nghĩ làm thế nào để tốt hơn. Tình yêu có thể không có, nhưng những người bạn sẽ khiến bạn giàu hơn. Biết nhiều thứ, mỗi thứ một chút sẽ dễ khiến bạn trở nên vô dụng. Hãy am hiểu sâu sắc một thứ nào đó mà thôi. Không có đam mê cũng chẳng sao, nó là thứ cần cả một hành trình để tìm thấy. Những câu nói hay tạo động lực giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé! Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng.
sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn có niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm, nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Bạn hãy ghi nhớ những câu nói hay này, nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn đấy. Đừng lập gia đình quá sớm, đừng ổn định quá sớm. Hãy độc thân tới khi nào thực sự sẵn sàng cho một cuộc sống mà mình phải gắn với rất nhiều sự ràng buộc và trách nhiệm. Tự tin không phải là thứ tự dưng có, nhưng chắc chắn là luyện được. Phải tự tin là mình làm được thì làm việc mới thành. Đi đúng nghĩa của đi, đi trải nghiệm, cảm nhận, suy ngẫm, chứ không phải đi theo phong trào, đi ào ào và chỉ để đăng hình thì cũng không khác gì không đi làm mấy. Nếu vẫn sống chật vật với đồng lương mới ra trường hay vẫn phải xin tiền bố mẹ, thì đi xe bình thường cũng được, không cần đi SH hay Vespa làm gì, đồng tiền kiếm thực sự không dễ. Cái gì cần dùng và có ích thì hãng mua, cái gì chỉ để khoa trương thì đừng mua. Nếu không cần thiết phải lên đời điện thoại như iPhone mới nhất chỉ vì chụp hình đẹp hơn một chút, thì dùng điện thoại bình thường cũng được. Một sự bền bỉ, người thất bại sẽ từ bỏ khi không thấy hứng thú để tiếp tục. Kẻ thành công sẽ giả vờ như hứng thú và làm tiếp. Đi một mình thì dễ đi nhanh và cũng dễ dừng lại. Trên chặng đường gian nan phía trước, hãy luôn tìm cho mình những người đồng hành. Sẽ luôn có những người cùng lý tưởng với bạn ở một nơi nào đó, nếu bạn chịu chia sẻ. Thật nực cười khi mọi người mặc định một điều là đúng khi đa số người ta nói như thế. Những gì bạn làm, cứ làm. Những gì đám đông làm, nếu không liên quan thì đừng bận tâm. Cuộc sống thực sự khó khăn, nhưng đừng vì thế mà chọn những con đường đi quá dễ dàng. Đừng bao giờ từ bỏ nếu trong trái tim bạn còn thôi thúc đi tiếp. Quản lý thời gian, một ngày có 24 giờ và ai cũng cần ngủ đủ, còn lại trung bình 16 tiếng. Người thành công sẽ tự biết những gì là quan trọng cần làm và những gì là không quan trọng. Nếu bạn đang chần chừ trước khó khăn, chắc hẳn bạn chưa đọc hết những câu nói nổi tiếng này. Hãy cùng mình xem nhé! Nếu không có đam mê, lấy đâu ra năng lượng cho bạn? Và nếu không có năng lượng, bạn sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. Đam mê chính là linh hồn của tuổi trẻ. Tôi tin chắc rằng tuổi trẻ được dành để theo đuổi đam mê. Không phải một chút nhỏ nhoi, run rẩy, ngập ngừng mà phải mạnh mẽ, quả quyết tới cùng cực, thậm chí là hơn thế nữa. Vì thế, nên hãy cứ mơ ước một ước mơ lớn lao đến nực cười và thử một hoặc hai lần liều lĩnh đến ngớ ngẩn vì nó. Đam mê có khả năng tái tạo lại thế giới cho những người trẻ tuổi. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và có ý nghĩa. Cuộc đời tôi đã mãi mãi thay đổi vào ngày mà tôi nhận ra có một ước mơ và theo đuổi nó đến cùng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sự kiên trì có thể biến thất bại thành một thành tựu phi thường. Kẻ chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc, kẻ bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Thất bại khi còn trẻ là một chuyện tốt mà, bởi bạn sẽ học được rất nhiều từ nó. Và một khi bạn đã trải qua những gì tồi tệ nhất, bạn sẽ không bao giờ yếu đuối hay dễ gục ngã như ngày trước nữa.
những ước mơ không chết, chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê. Hãy cứ tiến về phía trước, không gì có thể thay thế được sự kiên trì đâu. Tài năng ư, có vô số kẻ tài năng và thất bại. Thiên tài ư, thế giới đầy những đứa con hoang được giáo dục. Kiên trì và quyết đoán là đủ. Một giấc mơ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nếu chỉ trông chờ vào phép màu. Bạn cần đánh đổi bằng mồ hôi, quyết tâm và sự cố gắng. Ít nhất một lần trong đời, hãy thử làm một việc gì đó, thử cố gắng hết vì một thứ gì đó, thử thay đổi, sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu. Đừng bao giờ từ bỏ những gì bạn muốn làm. Một người bình thường với những giấc mơ vĩ đại luôn mạnh mẽ hơn một người chỉ biết đến thực tế. Rất nhiều người trong số chúng ta sợ phải theo đuổi đam mê, sợ phải theo đuổi những gì bản thân luôn ao ước nhất, vì điều đó có nghĩa với việc phải chấp nhận rủi ro, thậm chí là đối mặt với thất bại. Nhưng chỉ riêng việc theo đuổi đam mê bằng cả con tim đã là một thành công rồi. Và thất bại lớn nhất chính là khi bạn chưa bao giờ thực sự cố gắng. Có 20 điều mà bạn phải nhớ. Hãy cùng mình xem nhé. Hãy nghĩ cách kiếm tiền, chứ đừng nghĩ phải làm sao để tiết kiệm tiền. Dù bạn có tức giận thế nào thì cũng đừng bao giờ la hét om sòm, mà hãy giữ bình tĩnh. Đừng bao giờ để nóng giận điều khiển con người bạn. Thích thứ gì, hãy tự kiếm tiền mua bằng được. Nói ít, làm nhiều. Có thể đứng thì không ngồi, có thể đi thì đừng bao giờ đứng yên một chỗ. Đừng bao giờ cho rằng kiếm được một người đàn ông giàu có là có tất cả. Thế giới này không thiếu những cô gái trẻ đẹp, nhiều như coca trên kệ hàng uống hay không đều chẳng hề gì. Nếu bạn không thích công việc hiện tại, hoặc là từ bỏ không làm nữa, hoặc là hãy giữ yên lặng. Khi nhìn rõ dối trá, hãy dũng cảm từ bỏ. Có thể không tán đồng, nhưng đừng thiếu tôn trọng. Nhất định phải là một người con cái, có giáo dục. Khi không thể quyết định, thì hãy để thời gian quyết định giúp bạn. Nếu vẫn không thể quyết định, thì cứ làm đã rồi tính sau. Thà phạm sai lầm, chứ đừng để lại nuối tiếc. Ngoại hình xinh đẹp rất quan trọng, nhưng sống đẹp còn quan trọng hơn nhiều. Trong tình huống không làm trái nguyên tắc, hãy luôn khoan dung với người khác, giúp được thì giúp, đừng bao giờ ép người vào đường cùng, luôn trở lại một đường lui, học cách tán thưởng người khác thật lòng, tuy rằng điều này có đôi khi chẳng dễ dàng. Đừng làm một con nhím, đừng bao giờ kết thù với ai cả, chẳng ai có thể ở cạnh ai cả đời được, có những chuyện không nên giữ trong lòng. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng không thể dựa vào đàn ông hay cha mẹ, bản thân phải đảm bảo khả năng kiếm tiền nhất định. Độc lập về kinh tế là nền tảng của một người phụ nữ tuyệt vời. Đừng đánh giá quá cao sức mạnh của mình trong tập thể, bởi vì khi bạn rời đi, bạn sẽ nhận ra rằng cho dù không còn bạn nữa, mặt trời vẫn cứ mọc như thường. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, nhất định phải buông bỏ. Ngay cả khi đã mất đi tất cả, bạn cũng đừng bao giờ đánh mất nụ cười của mình. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác trước khi đưa ra bất kỳ một lời nhận xét nào. Tốt bụng và ngu ngốc là hai từ khác nhau. Cho dù không ai thương bạn, bạn cũng phải yêu thương chính mình. Có 13 thứ mà bạn không nợ ai cả, nên đừng áy náy nếu chưa làm được. Bạn không nợ ai một lời giải thích cho tình hình cuộc sống của bạn. Nếu bạn nhận thức rõ tình trạng cuộc sống của mình, tức là khi đó bạn có nguyên nhân của riêng bạn và đó chẳng phải là việc của bất kỳ ai khác. Bạn không nợ ai một lời giải thích về điều bạn ưu tiên trong cuộc sống của bản thân. Bởi lẽ bạn có chủ kiến của riêng bạn và bạn biết điều gì sẽ khiến cho những người thân yêu của bạn hạnh phúc. Bạn không nợ ai một lời xin lỗi nếu như người mắc lỗi không phải bạn. Nếu như bạn không thấy hối tiếc về những việc mà mình đã làm, vẫn nghĩ lỗi sai chẳng phải ở bạn và không muốn quan tâm đến sự tha thứ của người khác thì bạn không việc gì phải xin lỗi cả. Bạn không nợ ai một lời giải thích khi bạn muốn được ở một mình. Hãy tự tin dành thời gian cho riêng mình, bởi vì bạn không nợ ai lời giải thích nào về hành động đó. Bạn không nợ ai một sự chấp nhận về những niềm tin cá nhân của họ. Không phải chỉ vì ai đó chia sẻ quan điểm cá nhân một cách say mê mà bạn phải ngồi đó và gật đầu chấp nhận tất cả những điều họ nói đâu, thật đấy.
bạn không nợ ai một chữ, có, với những điều họ nói. Bạn có quyền nói không khi bạn không có lý do để đồng ý. Bạn không nợ ai một lời giải thích về ngoại hình của bạn. Dù bạn mảnh mai, đầy đặn, cao, thấp, xinh đẹp hay không ưa nhìn thì bạn cũng không có trách nhiệm phải giải thích với người khác lý do tại sao bạn lại trông như vậy. Bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn ăn gì uống gì. Nếu có ai làm phiền bạn bằng những câu hỏi tại sao bạn lại ăn thứ này, vì sao bạn không ăn thứ kia, thì bạn chỉ cần nhún vai và nói rằng bởi vì bạn cảm thấy tốt hơn khi được ăn món bạn thích thôi. Bạn không nợ ai một lời giải thích về sự nghiệp lẫn những lựa chọn mang tính cá nhân của bạn. Không ai có thể sống thay hay làm việc thay bạn hết, vậy nên họ cũng không có quyền can thiệp vào những lựa chọn của bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về việc bạn độc thân, không kiếm người yêu. Rõ ràng rằng bất kể bạn đang độc thân bởi vì lý do khách quan hay chủ quan thì đó cũng không phải là việc của người khác mà. Bạn không nợ ai bất kỳ cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Có thể bạn gặp được ai đó tốt bụng, ưa nhìn và bạn có đôi chút hứng thú, nhưng bạn không nợ ai một cuộc hẹn nào chỉ bởi vì họ yêu cầu bạn phải gặp họ. Bạn không nợ ai một lời giải thích về quyết định nên lập gia đình hay không của mình. Dù bạn lựa chọn kết hôn, rồi sinh con hay sống độc thân và tự do thì đó vẫn luôn là sự lựa chọn của riêng bạn. Bạn không nợ ai một lời giải thích về mối quan hệ mà bạn đã lựa chọn. Sống cuộc sống của riêng bạn và đừng bao giờ từ bỏ hay chọn lựa chỉ vì người khác bảo bạn phải làm như thế. Bạn có thể sẽ phạm lỗi, nhưng rồi bạn sẽ luôn học hỏi được từ những lỗi sai của mình. Nhớ nhé! Những câu nói hay, ý nghĩa và thiết thực nhất, bạn nên đọc một lần nhé! Sống ở đời, phải từ bi với người già, khoan dung với người mắc lỗi, cảm thông với người khó khăn. Bởi lẽ trong cuộc đời sẽ có lúc bạn ở trong hoàn cảnh đó. Trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào. Một là mặt trời, hai là lòng người. Đừng buồn vì ai đó bỏ rơi bạn, mà hãy sống sao cho họ buồn vì đã đánh mất bạn. Khi còn trẻ người ta bán sức khỏe để kiếm tiền, lúc về già lại dốc tiền để mua sức khỏe. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, chứ không giả tạo, nói xạo, để người khác yêu thương. Giàu hay nghèo không quan trọng, quan trọng là đừng đối xử với nhau một cách rẻ tiền là được. Nóng giận sẽ giết chết bạn từ bên trong, vì thế, bình tĩnh chính là bài học đắt giá nhất của cuộc đời mà bạn phải học càng sớm càng tốt. Trên đời này, người đàn ông thương bạn vô điều kiện, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi gì ở bạn, chỉ có bố bạn mà thôi. Tuổi tác không nói lên độ trưởng thành, điểm số không nói lên năng lực và những lời đồn đại không nói lên bạn là ai. Lúc khổ chẳng ai thèm nhìn, phất lên một cái, 9.000 anh em. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Ngoại trừ chuyện sinh tử, còn lại mọi thứ đều có thể giải quyết được. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chắc chắn thất bại. Tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ. Những điều khắc cốt ghi tâm mà bạn nên ghi nhớ, hãy cùng mình xem nhé. Khi buồn chán, hãy im lặng, kêu than chẳng giải quyết được gì. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. Tự kiếm tiền mua món đồ mình thích sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với việc cầm tiền của người khác đi mua. Nếu không thích sự quan tâm từ người khác, hãy dứt khoát một cách lịch sự. Tình yêu mà không có bao dung và tha thứ thì sớm muộn cũng phải chia ly. Nếu chán công việc hiện tại, hãy thay đổi nó, còn không, đừng kêu ca. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tiền bạc do bản thân tự kiếm ra còn quan trọng hơn.
Tiết kiệm là tốt, nhưng nên học cách tự thưởng cho bản thân sau những vất vả bon chen. Cho dù mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Trong chuyện tình cảm, nếu không có người thứ ba xen vào, vậy thì hãy xem lại chính mình. Hãy dành thời gian ở bên những người yêu thương bạn thực sự. Chẳng có ai là bận tới mức không có thời gian dành cho người mình yêu. Nếu muốn, sẽ luôn có cách. Nếu không muốn, sẽ luôn có lý do. Nếu người đó không còn tình cảm với bạn nữa, đừng quỵ lụy. Nếu không thể giữ được tình yêu, thì hãy giữ tự trọng cho mình. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé. Những câu nói hay tạo động lực, giúp bạn lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Các bạn nên xem nhé. Nếu như bạn bị rớt lại phía sau, hãy chạy nhanh hơn. Không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Hãy chống lại nghịch cảnh. Con người ta sinh ra là để được là chính mình. Vì vậy, đừng bao giờ cố che giấu hay thay đổi bản thân vì bất cứ ai. Hãy cứ tự tin và cho cả thế giới biết bạn thực sự là ai. Đó mới là vai diễn định mệnh của bạn. Dù không muốn mình lớn lên, nhưng bạn vẫn phải trưởng thành. Vì vậy, hãy mạnh mẽ mà trưởng thành. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Không bao giờ cúi đầu, không bao giờ bỏ cuộc hay chỉ ngồi than thở. Hãy tìm một cách khác và đừng cầu nguyện khi trời mưa nếu bạn không cầu nguyện khi trời nắng. Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự khi trong bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ có hy vọng, sẽ tìm thấy con đường để bước tiếp. Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi cách suy nghĩ của bạn về nó. Cuộc sống luôn có nhiều việc xảy ra không như ý. Chúng ta không thể né tránh, điều duy nhất bạn có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể làm. Nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Trở ngại không thể cản bạn lại được. Nếu bạn va phải tường, đừng quay đi và bỏ cuộc. Hãy tìm cách trèo lên, phá vỡ hay bước vòng qua nó. Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên. Và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Tổng hợp những câu nói hay, truyền cảm hứng, có khả năng thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận về cuộc sống. Các bạn cùng xem nhé! Đôi khi, phải mất mọi thứ mới tìm thấy chính bản thân mình. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có đôi dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Người bi quan phàn nàn về cơn gió, người lạc quan chờ đợi gió đổi chiều, người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm. Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi. Cuộc đời như một dòng sông, kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình, nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của người khác. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Thời gian là miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể dùng nó, nhưng bạn không thể giữ nó. Một khi bạn làm mất nó, bạn sẽ không thể nào có lại được nó. Những người thông minh và những người xinh đẹp đều mắc chung một tật: cứ tưởng như thế là mãi mãi. Đừng buồn,
vì người khác chỉ nghĩ đến bạn khi gặp nạn. Hãy tự hào, vì khi cuộc sống của họ toàn bóng tối, thì bạn là ngọn nến duy nhất chiếu sáng họ. Chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn, cần nhớ rằng chính bạn chứ không phải ai khác là người sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến. Tổng hợp những lời hay, ý đẹp về cuộc sống, các bạn hãy nghe và cảm nhận nhé. Nếu giọt nước rơi xuống hồ, nó sẽ biến mất, nhưng nếu rơi xuống lá sen, nó sẽ tỏa sáng như một viên ngọc. Rơi giống nhau, nhưng ở cùng ai mới là điều quan trọng. Dù ngôi nhà của bạn có to bao nhiêu đi nữa, dù bạn mới vừa tậu một chiếc xe hơi mới tinh, hay kể cả tiền của bạn trong tài khoản ngân hàng có nhiều cỡ nào, thì phần mộ của bạn cũng chỉ nhiêu đó kích thước, hãy khiêm tốn. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng. Im lặng và mỉm cười là hai vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề, im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bắt đầu thì có khả năng bạn sẽ nhận lấy thất bại, nhưng nếu không bắt đầu thì bạn đã thất bại rồi. Càng trưởng thành, bạn sẽ nhận ra rằng tranh luận đúng sai hơn thua với người khác đôi khi không còn quan trọng nữa. Quan trọng hơn cả là chỉ muốn bình yên. Hãy sống là chính mình, bình thường nhưng không tầm thường. Không phải ai cũng là tương lai của bạn. Một vài người chỉ lướt qua cuộc đời bạn để mang lại cho bạn một số bài học của cuộc sống. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. Nếu có người lăng mạ, nguyền rủa bạn, không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai. Hãy thử nghĩ sâu sắc một chút mà xem, giả sử một con chó điên cắn bạn một cái, lẽ nào bạn cũng cần phải hạ mình cúi thấp sát đất chỉ để cắn trả lại nó một cái? Những điều mà trường học không dạy bạn, ra đời mất tiền, mất bạn, hỏng việc mới tự ngộ ra. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. Đi làm giỏi chuyên môn không phải là tất cả. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu. Khổ trước sướng sau, ông trời không phụ người có ý chí. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng là tốt, đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp. Ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối, sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đều giả với họ. Nếu mình đang không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó đang thay mình làm việc đó. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sao cũng được. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, hóa ra chỉ thế mà thôi. Không phải ai bỏ học cũng thành công, đừng bám vào suy nghĩ, học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn. Sau này, thiệt hơn khác rõ. Chết đi sống lại, vẫn phải đi làm, ai còn đi học thì trân trọng thời gian đó đi. Sau này có hối hận thì cũng không quay lại được nữa đâu. Những thông điệp hay, ý nghĩa về cuộc sống, các bạn nên xem nhé. Cái gì mua được bằng tiền thì phải bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Chiều chuộng bản thân một chút chẳng có gì là sai cả. Hãy dành tâm lực để đầu tư cho những cái tiền không thể mua được. Đừng kêu than với đám đông làm gì. Một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo. Khi gặp khó khăn, bạn hãy coi đó là một thử thách để khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy lạc quan khi tiếp nhận mọi chuyện bạn nhé. Dù bạn có làm bất kể thứ gì, thì cũng nên dành tình yêu, niềm đam mê và sự khát khao vào nó. Hãy sống hết mình khi còn có thể, đừng để sự nuối tiếc đeo bám bạn đến cuối cuộc đời.
con người đi giữa thế gian đều phải đeo lên mình những chiếc mặt nạ khác nhau, không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu như bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình. Dù bạn sinh ra không phải ở vạch đích, nhưng bạn luôn cố gắng để đến vạch đích mới là điều đáng trân trọng. 4 nguyên tắc vàng trong cuộc sống: trung thực khi nghèo khó, giản dị khi giàu có, lịch sự khi có uy quyền, im lặng khi giận dữ. Bạn hãy cứ cố gắng, quan trọng là bạn phải vượt qua được giới hạn của chính mình. Dù kết quả có ra sao cũng đều tốt cả, thua keo này ta bày keo khác, không thành công thì cũng thành nhân. Sự may mắn và thành quả đạt được có liên quan đến nhau, nhưng không được gộp chung chúng lại. Ý nghĩ tiêu cực và sự lưỡng lự của bạn sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ qua. Con đường đi đến thành công của bạn sẽ ngày càng trắc trở nếu bạn vẫn giữ những suy nghĩ như vậy. Lời lẽ tiêu cực cũng chỉ là tiếng ồn, bịt tai lại là đỡ ô nhiễm ngay. Một cái headphone là quá đủ cho một ngày tươi đẹp. Đừng sống để làm hài lòng người khác, hãy sống sao cho đúng với bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy những gì mình làm là lương thiện thì đúng hay sai chỉ là chuyện của người khác. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành. Sau cơn mưa chưa chắc trời sẽ sáng, mà rất có thể sẽ lại mưa tiếp. Điều bạn cần làm là chuẩn bị cho mình một chiếc ô để đối phó với cơn mưa sắp tới. Khi bạn nói, bạn chỉ đang lặp lại những gì bạn biết, nhưng nếu bạn lắng nghe, bạn sẽ học thêm được vài điều mới mẻ. Người duy nhất bạn nên cố gắng để vượt qua chính là bản thân bạn của ngày hôm qua. Chiến thắng vĩ đại nhất là chiến thắng chính bản thân mình. Than vãn chẳng có tác dụng gì, cứ ngồi đó mà than vãn chỉ tốn thời gian, mà kết quả thì vẫn thế. Khó khăn đã mặc định là tất yếu của cuộc sống, vì thế thay vì than vãn thì hãy dùng thời gian đó mà tiếp tục hành động, tiến lên. Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có. Cứ khóc thật to nếu bạn muốn, nhưng hãy luôn chắc chắn rằng một khi ngừng khóc thì bạn sẽ không bao giờ phải khóc vì cùng lý do đó nữa. Bạn sinh ra không phải để gồng mình trở nên hoàn hảo, hãy là chính bạn, đừng sống cuộc đời của một ai khác. Ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đừng đánh giá họ khi bạn chưa thực sự hiểu.